Xin chào các bé. Bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu về các con vật nhé. Đây là con gà mái. Con gà mái. Đây là con gà trống. Con gà trống. Đây là con sư tử. Con sư tử. Đây là con hổ. Con hổ. Đây là con chó. Con chó. Đây là con mèo. Con mèo. Đây là con ngựa. Con ngựa. Đây là con bò rừng. Con bò rừng. Đây là con bò. Con bò. Đây là con bê. Con bê. Đây là con khỉ. Con khỉ. Đây là loài khỉ đầu chó. Con khỉ đầu chó. Đây là con gấu. Con gấu. Đây là con nai. Con nai. Thời lượng video đến đây là hết rồi. Xin mời các bé nhấn subscribe để đăng ký kênh và xem nhiều video hơn nhé.